Hello, Hoàng xin chào cả nhà nha. Hôm nay thực sự rất là vui luôn mọi người, vì có một người khách rất là sập luôn. Thì vô đây người khách lựa những mẫu design mà ở tiệm làm sẵn á mọi người. Thì bộ này Hoàng tính cho người khách là 185 mà Hoàng chỉ lấy 180 thôi nha. Hoàng chỉ lấy cho người khách 180 thôi, giảm được 5 đồng nha mọi người. Nhưng mà cái bộ này thì không tin luôn mọi người, là bộ này Hoàng làm hoàn thành trong vòng 40 phút rồi mọi người, là đắp hết 10 nguyên bộ full set luôn, rồi gắn 10 ngón diamond mình 180 đô mà Hoàng làm trong vòng 10 40 phút rồi mọi người, rất là vui luôn đó. Khách lâu lâu có những khách sợp giống vậy mà dễ tính đó mọi người, thì nói chung là rất là may mắn luôn nha đó. Cái này đắp glitter, chẳng lẽ là Hoàng đắp bột thường là Hoàng sơn glitter lên đó mọi người, để chút nữa mình Hoàng sơn glitter lên hoặc Hoàng bỏ diamond lên thì cái diamond nó không có trơn mọi người. Còn nhưng mà vì vì phải quay phim á, cho mọi người xem những cái bộ tay cho nó rõ mọi người, thì Hoàng đắp đắp glitter nha. Đó. Này rất dễ làm luôn mọi người, kéo ra tới tới nguyên đầu móng rồi mình đập cái nhẹ xuống nè đó. Mấy cái móng này skinny ấy, mọi người, thì mình cho cái đầu nó hơi dày dày một chút xíu nha, để nó khó gãy mọi người. Chứ nhiều khi những cái móng square á, mình đắp mỏng á, thì nó còn đỡ hơn chút xíu, nhưng mà những cái móng skinny này nọ thì nếu mà mình đắp mỏng quá thì nó gãy cái một mọi người, bẻ cũng có thể gãy luôn á, nên mình đắp cho nó hơi dày dày chút xíu nha. Rồi thì bộ này Hoàng đắp trong vòng bộ này Hoàng đắp trong vòng 12 phút nha mọi người. Đắp bột không, đắp bột với dũa luôn á, thì Hoàng nghĩ là trong vòng 15 phút là xong nha. Đó. Còn gắn móng thêm vài phút nữa cho tàn tàn đi mọi người, cho khách lựa màu làm tàn tàn gắn móng vô, thì cho khoảng bộ này Hoàng làm trong vòng 20 phút nha. Đó. Rất là dễ làm luôn cả nhà. Rồi bây giờ Hoàng sẽ bỏ một lớp clear lên cho nó dày một xíu nha mọi người. Nếu ai mà đắp cái clear này á, dày lên một chút xíu á, cũng được, không sao hết. Nhưng mà Hoàng á, thì Hoàng thích đắp cái bột 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 clear lên nữa mọi người. Còn ai mà muốn cái glitter nó shiny hơn nữa thì mình đắp cho nó dày dày lên một chút xíu, thì mình khỏi đắp bột clear luôn không sao hết. Nhưng mà Hoàng thì Hoàng lại thích bỏ glitter lên tất cả bột màu luôn, là Hoàng đều bỏ clear lên hết mọi người, cho nó dày hơn, rồi chút nữa mình bỏ diamond lên cover lại không sao hết. Rồi rất là dễ làm luôn, vì làm xem tham mọi người, thì khách bật massage mọi người, thì cũng nói chung là mình chiều người khách, xong rồi mình cho khách bật massage chút xíu, rồi mình vừa làm vừa quay phim thì hơi hơi run một chút xíu. Thì mọi người xem có đắp mà không có sai sót gì thì mọi người bỏ qua cho Hoàng nha. Mình cảm ơn mọi người đó. Kéo xuống hai bên thôi nha mọi người, cánh giữa thì mình để cho nó có cái độ dày, mình không có nên kéo chính giữa, vì bộ này chút đó Hoàng sẽ gắn đai mình hết 10 ngón mọi người. Thì nếu mà gãy một ngón mà rất là sửa lại rất là mất tiền luôn nha cả nhà, nên mình đắp cho khách dễ dàng một chút xíu đó, đẩy mình mà biết điều khiển cục bột rồi đó mọi người, thì mình làm rất là đã luôn, mình điều khiển rất là nhanh luôn. Hoàng thì Hoàng nói chung là Hoàng đắp bột ướt mọi người, nên điều khiển cục bột đối với Hoàng là Hoàng rất rất là lanh tay luôn nha. Cái tay của Hoàng rất là lanh luôn mọi người. Đắp khô thì Hoàng đắp không được, nhưng mà nếu mà đắp ướt á, hơi ướt ướt là cái tay của Hoàng quen rồi. Hoàng điều khiển mọi người thấy, mọi người có thể thấy trong video cái ngón tay của Hoàng đó là Hoàng phối hợp hai cái ngón, cái tay cầm tay của khách với cái tay cầm cọ luôn, nên Hoàng điều khiển rất là nhanh luôn mọi người. Nếu mà bạn nào mà thích làm nhanh giống như Hoàng đó, thì mình trước tiên đó là mình tập
Mọi người thấy cái tay của Hoàng điều khiển không? Thì mình tập những cái bước đó trước, rồi sau khi đó rồi mình quen dần rồi mọi người, thì lúc đó mình làm sẽ được nhanh hơn nha. Chứ mình cái tay kia mà cầm không á mọi người, thì mình phải bắt nó hoạt động, giống như mình phải tập những cái động tác này, chứ đừng có cầm không mọi người. Cầm không được cái gì đâu, mà mình cầm không mà cái tay bên đây mình di chuyển thì tội cho nó, nên mình phải phối hợp hai cái tay, mình phối hợp lại thì nó nhìn nó đẹp hơn, nó nghệ thuật hơn nha cả nhà. Đó, bây giờ mà cho dù mà chảy hay là sao cũng được, mà Hoàng Hoàng điều khiển rất là nhanh luôn mọi người, nên cái tay của Hoàng quen rồi, bây giờ mình làm nhanh là chuyện bình thường. Đó. Mình thì không phải giống như những người thì Hoàng á là Hoàng làm same time luôn mọi người. Hoàng làm á là Hoàng giúp mọi người, ai chưa biết nghề á thì mình học để mình kiếm tiền, mình lo cho cuộc sống của mình. Tại vì có nhiều bạn đi học phải du học sinh đó mọi người, qua Mỹ phải phải làm nail thêm để kiếm tiền lo cuộc sống, nên mình cái nghệ thuật, nói chung là cái nghệ thuật á thì cũng có một chút xíu nghệ thuật trong đó, nhưng mà trước tiên đó là mình phải làm nhanh lẹ tay để mình làm giỏi, mình kiếm tiền trước đi. Rồi ai mà yêu nghề nail á thì mình đã có một số tiền rồi thì mình có thể mình học thêm, mình nâng cao cái tay nghề mình lên, nhưng mà trước tiên đó là mình học để mình làm nhanh lanh lẹ, để mình biết những cái cách bước làm để mình làm nhanh hơn, để mình kiếm tiền nha mọi người. Chứ nè mọi người thấy không, Hoàng làm Hoàng cũng thì cũng giống như mọi người thôi, tất cả mọi người thôi, làm xem tham, không có được ngồi không có được ngồi trên bàn mà mình làm xong hết người khách rồi mới đem xuống làm chân. Hoàng thì cũng cũng khách như nào vô thì tới lượt mình thì mình làm thôi mọi người. Bởi vậy cho ra những cái video này nè thì cũng cực lắm mọi người, vì vì làm cũng run tay run chân, rồi khách khó cũng khó làm lắm. Nên là mọi người xem thì mọi người yêu mến Hoàng, ai mà yêu mến Hoàng á thì cho Hoàng xin một like hoặc đăng ký kênh để Hoàng có động lực, Hoàng có động lực Hoàng làm thêm nhiều video để Hoàng có thể giúp những bạn trẻ mà mới qua Mỹ hoặc là những nước khác luôn, hoặc du học sinh mọi người qua thì có thể làm kiếm thêm thu nhập lo cho bản thân của của những bạn đó nha. Rồi đắp xong rồi Hoàng sẽ giũa nha mọi người, chổng cái tay ngược lại giũa. Rồi bây giờ Hoàng sẽ giũa ở dưới thì cái này bạn bên kia Hoàng giũa rồi thì Hoàng quay sơ thôi nha mọi người, cập nhật sơ cho mọi người xem. Thì bây giờ Hoàng giũa bàn bên đây, cái clip sau á Hoàng sẽ bỏ clip lên gắn diamond nha mọi người. Thì gắn diamond 10 ngón luôn, 10 ngón luôn mà Hoàng làm trong vòng chưa tới 15 phút nha cả nhà. Chưa tới 15 phút mà gắn 10 ngón tay mình luôn mọi người. Nên clip sau nha, Hoàng sẽ thu âm và Hoàng sẽ bỏ lên sau cho mọi người xem nha. Mọi người gắn coi hết clip này rồi để clip sau coi tiếp nha cả nhà. Thì Hoàng sẽ cách của Hoàng gắn tay mình cũng rất rất là nhanh luôn mọi người. Đó. Vũ trên kia đi cầu thì cũng dễ thôi, mình đã đắp ở trên mềm rồi, mình chỉ cần đi cho nó tròn một đường nữa thôi là ok. Khu này khu một màu mà mọi người, khu một màu thì mình vũ mà kia cầu thì mình vũ cho nó tròn thôi, chứ mình không có phải giống như những khu khác là chạy cái máy kia mọi người, cái máy mà cầm tay á thì cái máy đó mình có thể vũ kia kia cầu rất là kỹ nha. Nhưng mà cái máy này á thì cái máy này chỉ làm ở khu Hoàng thôi mọi người, chứ những khu khác Hoàng nghĩ làm không có nổi đâu. Vì thứ nhất là cái máy này nó nặng, nếu mà mình chạy không quen á, thì rất khó mọi người, với lại nó mạnh nữa. Đó. Mọi người thấy cái tay của Hoàng không? Phải uyển chuyển cái tay của người khách nha. Đó. Rất là đơn giản luôn. Bây giờ Hoàng sẽ vũ shape lại một lần nữa nha mọi người. Lúc nào mình cũng vũ shape 2 lần nha, thì cái shape của mình nó chuẩn hơn. Với lại những cái dơ, mấy cái bột dơ ở dưới á, thì nó sẽ gớt ra nha cả nhà. Nó gớt ra thì nó sẽ chuẩn hơn.
Đó, dũa vô, ôm vô. Cái này là móng móng pony nha cả nhà. Móng pony mà Hoàng cắt một chút xíu ngay cái ship á thì nó sẽ thành coffin nha. Đó, rất là dễ làm luôn nha cả nhà. Vũ ôm vô sát vô. Rồi mọi người nhớ để clip sau Hoàng sẽ bỏ lên, Hoàng gắn 10 ngón tay mình cho mọi người xem, mọi người có thể học hỏi kinh nghiệm chung với Hoàng nha, để cố gắng kiếm tiền lo cho cuộc sống nha nha mọi người. Mọi người xem video nhớ bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ kênh của Hoàng. Hoàng cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.